Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm chả ốc tại nhà nhé. Ốc thì khi mà mua về thì chúng ta phải cọ thật là sạch rồi sau ngâm với muối và một ít ớt để cho nó nhả hết lầm ra. Ngâm khoảng nửa ngày là tốt nhất, thì là sau đó nó sạch thì chúng ta sẽ mang đi luộc. Luộc thì mình sẽ cho thêm một ít lá bưởi hoặc lá chanh và thêm ít gừng mà hoặc lá gừng mà để cho nó thơm nhé. Luộc xong thì mình sẽ mang đi mình khêu và mình lấy thịt của ốc để mình chế biến món chả ốc này nhé. Và cái vỏ thì các bạn phải giữ lại, vì có cái vỏ này thì chúng ta mới nhồi được cái phần thịt vào nhé, bên trong nhé, món chả ốc này nhé. Món ăn này thì vô cùng đơn giản và dễ làm, nhưng mà nó hơi lâu một chút, nên chúng ta mất công làm một chút là chúng ta sẽ có được cái món ăn ngon nhé. Khi mà ốc luộc chín rồi chúng ta sẽ tắt bếp nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta không luộc kỹ quá để ốc nó sẽ không còn ngọt nữa. Chúng ta chỉ luộc cho nó chín tới đó là ốc nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nhé. Khi mà luộc xong như này rồi thì mình sẽ đổ ra cái rổ và chúng ta khêu, chúng ta lấy thịt ốc nhé. Chỉ bỏ cái phần phân của thôi, còn cái phần ruột thì mình vẫn lấy được nhé. Và thì nó sẽ được nhiều thịt hơn. Còn và chúng ta sẽ thái ra, chúng ta sẽ dùng ốc nhồi hoặc là ốc mít nhé, dùng ốc biêu vàng cũng được, nhưng ốc biêu vàng thì nhớ phải bỏ cái miệng nó đi vì cái miệng nó rất là cứng và phải rửa thật sạch thật kỹ và sơ chế thật nhiều lần vì ốc biêu vàng nó rất là bẩn. Và chúng ta sẽ chỉ lấy cái lưỡi của ốc biêu vàng thôi, còn cái phần ốc mít này cũng vậy, nếu các bạn không thích thì chỉ cần lấy cái lưỡi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm gừng giết các thứ vào, tỏi hành tím vào. Và thêm một ít giò sống và lá nốt này, tía tô và này, hành lá vào đây sau, và thêm giò sống vào như này, chúng ta trộn đều lên. Chúng ta sẽ ve viên lại và chúng ta sẽ có một phần chả ốc viên. Sau đó chúng ta nhồi ngược lại vào cái miệng con ốc và nhớ cho thêm một ít sả nữa vào thì món chả ốc của chúng ta nó sẽ ngon hơn nhé. Và gia vị là hạt lêm, nước mắm và một chút chút xíu muối, hạt tiêu, ớt ớt nếu mà chúng ta ăn được cay nữa. Đấy, nguyên liệu thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và nhớ là làm cái món chả ốc này là chúng ta phải cho rất là nhiều rau thơm vào như thế này thì nó sẽ thơm nhé. Thêm ít dầu ăn nữa cho nó ngậy nhé. Và cái ốc này, cái miệng ốc này nó rất là giòn, ăn nó sần sật nên rất là ngon khi mà chúng ta biết cách làm. Và chúng ta có thể nhồi trực tiếp vào con ốc hoặc là chúng ta cho vào lá lốt chúng ta cuốn. Đấy là theo mỗi người sẽ có một cách làm riêng. Còn các bạn làm theo cách này thì nó sẽ thơm, rất là thơm luôn cái mùi của lá lốt. Còn nếu mà nhồi vào con ốc thì chúng ta sẽ có cái màu sắc rất là đẹp mà của cái hình hình hài con ốc lên ấy, và cho thêm một cái lá giềng lá gừng ở bên trong khi ăn thì chúng ta rút ra. Đấy, có hai cách đấy, các bạn có thể giữ lại cái vỏ ốc để chúng ta nhồi trực tiếp vào hoặc là chúng ta rán bằng với lá lốt như thế này, làm cách nào cũng được nhé. Và chúng ta rán lên và rán kỹ một chút để cho nó thơm ấy, nó chín ở bên trong ấy. Cho giò sống vào thì chả nó sẽ giòn hơn, nó ngon hơn và nó có cái sự kết dính ấy. Còn nếu không cho giò sống thì các bạn cũng có thể cho thịt băm cũng được nhé. Đây là một cái cách làm chả ốc vừa ngon lại vừa hấp dẫn, ai cũng thích ạ. Và tăng được thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể ấy. Như này là mình đã chuẩn bị làm xong được cái món chả ốc này rồi đấy ạ. Còn phần còn lại thì mình sẽ nhét vào bụng của cái vỏ ốc và mình có thể hấp lên nhé. Còn phần này là mình rán chả lá lốt như thế này. Các bạn có thể thích làm cách nào cũng được. Và làm như mình như này thì mình sẽ có một hai món chả ốc rất là ngon. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình, đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.